Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trăm ngàn muôn kiếp có tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tạo Như Lai nghiệm nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh giải thâm mật quyển 4, phẩm 7. Địa độ. Tức là địa Ba La Mật Đa. Bây giờ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, 10 địa Bồ Tát. Thứ nhất là địa Cực Hỷ, thứ hai là địa Ly Cấu, thứ ba là địa Phát Quang, thứ tư là địa Diệm Tuệ, thứ năm là địa Năng Thắng, thứ sáu là địa Hiện Tiền, thứ bảy là địa Viễn Hành, thứ tám là địa Bất Động, thứ chín là địa Thiện Tuệ, thứ 10 là địa Pháp Vân. Là nói địa Như Lai là 10, thứ 11. Các địa như vậy được bao gồm vào mấy sự thanh tịnh và mấy phần viên mãn. Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại thì Nam để biết các địa như vậy bao gồm vào 4 sự thanh tịnh và 11 phần viên mãn. 4 sự thanh tịnh bao gồm được các địa là: một sự thanh tịnh do tác ý lạc tăng thượng thì bao gồm địa thứ nhất. 2 sự thanh tịnh do giới tăng thượng thì bao gồm địa thứ hai. 3 sự thanh tịnh do tâm tăng thượng thì bao gồm địa thứ ba. 4 sự thanh tịnh do tuệ tăng thượng thì bao thì trong các địa sau đó càng siêu việt và tinh tế hơn lên, nó bao gồm từ địa thứ tư cho đến địa Như Lai. Đó là 4 sự thanh tịnh bao gồm tất cả các địa. Thì nay 11 phần viên mãn bao gồm được các địa là: một, các vị Bồ Tát trước tiên ở địa giải hành dùng 10 pháp hạnh mà rất khéo tu tập về thắng giải và thắng nhẫn nên vượt qua địa ấy mà nhập vào chánh tánh ly sinh của Bồ Tát. 2, các địa Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ nhất đã viên mãn nhưng chưa thể chánh trí tu hành trong hiện hành của sự lầm lỡ vi phạm rất nhỏ. Vì vậy mà phần địa thứ hai chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chẳng được. 3, các vị Bồ Tát này do lý do này phần địa thứ hai đã viên mãn nhưng chưa thể đạt được đẳng trì đẳng chí viên mãn và văn trì đà la ni viên mãn thuộc loại thế gian. Vì vậy mà phần địa thứ ba chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chẳng được. 4. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ ba đã viên mãn nhưng chưa thể làm cho pháp Bồ Đề phần nào đã được thì tu tập nhiều lên, tâm trí chưa bỏ được thì ái và pháp ái. Vì vậy mà phần địa thứ tư chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chứng được. 5. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ tư đã viên mãn nhưng chưa thể chính xác quan sát các lý đế lý, chưa bỏ được cái tác ý một chiều bờ sinh tử hư đến niết bàn, chưa tu được các pháp Bồ Đề phần bao gồm trong phần phương tiện. Vì vậy mà phần địa thứ năm chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chứng được. 6. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ năm đã viên mãn nhưng chưa thể chính xác quan sát sự sinh tử lưu chuyển, lại vì quá chán sự sinh tử lưu chuyển ấy, nghĩa là chưa thể ở nhiều trong cái sự tác ý về vô tướng. Vì vậy mà phần địa thứ sáu chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chứng được. 7. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ sáu đã viên mãn nhưng chưa thể làm cho sự tác ý về vô tướng được không thiếu sót, không gián đoạn và tu tập nhiều. Vì vậy mà phần địa thứ bảy chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn thì nên tinh cần tu tập thì chẳng được. 8. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ bảy đã viên mãn nhưng chưa thể hết được sự dụng công về vô tướng, là chưa được tự tại với hữu tướng. Vì vậy mà phần địa thứ tám chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chứng được. 9. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ 8 đã viên mãn nhưng đối với những danh và những tướng diễn đạt khác nhau và về hết thảy chủng loại để tuyên thuyết chánh pháp thì chưa được đại tự tại. Vì vậy mà phần địa thứ 9 chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chứng được. 10. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ 9 đã viên mãn nhưng chưa thể hiện tiền chứng thọ pháp thân viên mãn. Vì vậy mà phần địa thứ 10 chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chứng được. 11. Các vị Bồ Tát này do lý do này mà phần địa thứ 10 đã viên mãn nhưng đối với toàn thể cảnh giới của đối tượng được nhận thức vẫn chưa được cái trí thấy biết tinh tế, không còn vướng mắc, không còn chướng ngại. Vì vậy mà phần địa thứ 11 chưa viên mãn. Để phần này được viên mãn nên tinh cần tu tập thì chứng được. Chứng được phần này viên mãn là viên mãn tất cả các phần.
Đó là 11 phần viên mãn bao gồm hết cả các địa. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch, Bạch Thế Tôn, vì sao địa đầu tiên tên là địa cực hỷ, cho đến vì sao địa cuối cùng tên là địa địa Như Lai? Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam, thành tựu lợi ích chân thật và vĩ đại, được tâm trí xuất thế mà trước đây chưa được, xin hoan hỷ lớn lao, nên địa đầu tiên là địa cực hỷ, rồi sẽ hết thảy mọi sự phạm giới rất nhỏ, nên địa thứ hai tên là địa Ly Cấu. Chánh định và văn trì Đà La Ni mà ở đây đạt được thì có thể làm chỗ dựa cho vô lượng ánh sáng trí giác. Nên địa thứ ba tên địa Pháp Quang. Do Pháp Bồ Đề Phần ở đây thành đạt mà thiêu đốt phiền não, trí giác ở đây như ngọn lửa. Nên địa thứ tư tên là địa Diệm Tuệ. Chính Pháp Bồ Đề Phần ở trên, ở đây phương tiện tu tập cùng cực khó khăn mới được tự tại. Nên địa thứ năm tên là địa Đăng Thắng. Quan sát các hành lưu chuyển như ở trước mắt, nhưng đối với vô tướng thì tu nhiều về tác ý mới xuất hiện ở trước mắt. Nên địa thứ sáu tên là địa Hiện Tiền. Chứng xa, đứng xa mà đã được các tác ý không còn thiếu sót và gián đoạn về vô tướng, tiếp cận với vị trí thanh tịnh. Nên địa thứ bảy tên là địa Viễn Hành, đã được vô công dụng đối với vô tướng, trong các tướng thì không còn bị phiền não hiện hành làm xao động. Nên địa thứ tám tên là địa Bất Động, đối với sự thuyết pháp bằng tất cả chủng loại thì đã được tự tại, đã được trí tuệ rộng lớn và không tội lỗi. Nên địa thứ chín tên là địa Thiện Tuệ, cái thân nặng nề thì như hư không, còn sự viên mãn của pháp thân thì như mây lớn giăng che khắp cả. Nên địa thứ mười tên là địa Pháp Vân, diệt trừ vĩnh viễn phiền não chướng và sở tri chướng cùng cực vi tế, không còn vướng mắc, không còn chướng ngại, đối với cảnh giới của đối tượng được nhận thức toàn, tức toàn thể chủng loại đã thể hiện chánh biến giác. Nên địa thứ 11 tên là địa Như Lai. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch, Bạch Thế Tôn, trong các địa như thế này có mấy thứ ngu tối, có mấy sự nặng nề? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam, trong các địa như thế này có 22 thứ ngu tối và 11 sự nặng nề, toàn là những cái bị đối trị. Một, trong địa đầu tiên có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì chấp ngã và chấp pháp, pháp chấp. Hai là ngu tối vì những sự tạp nhiễm trong cõi ác. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. Hai, trong địa thứ hai có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì sự lầm lỡ vi phạm rất nhỏ. Hai là ngu tối vì các nghiệp. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. Ba, trong địa thứ ba có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì tham lam của dục. Hai là ngu tối đối với văn trì Đà La Ni viên mãn. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. 4. Trong địa thứ tư có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì định ái. Hai là ngu tối vì pháp ái. Còn với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. 5. Trong địa thứ năm có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì tác ý một chiều bỏ sinh tử. Hai là ngu tối về tác ý một chiều hướng niết bàn. Còn với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. 6. Trong địa thứ sáu có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì hiện tiền quan sát các hành lưu chuyển. Hai là ngu tối vì hiện hành nhiều về hữu tướng. Của sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. 7. Trong địa thứ bảy có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì hiện hành của tế tướng. Hai là ngu tối đối với tác ý mong thuần vô tướng. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. Trong địa thứ tám có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì dụng công về vô tướng. Hai là ngu tối đối với sự tự tại về hữu tướng. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. 9. Trong địa thứ 9 có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối đối với sự tự tại về tuệ biện Đà La Ni của các địa sau nữa, trong sự thuyết pháp vô lượng và trong vô lượng pháp nghĩa văn tự. Hai là ngu tối đối với sự tự tại về biện tài. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. 10. Trong địa thứ 10 có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối đối với đại thần thông. Hai là ngu tối đối với sự ngộ nhập về bí mật vi tế. Và với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. 11. Trong địa thứ 11 có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì sự vướng mắc cùng cực vi tế về hoàn cảnh giới và của đối tượng được nhận thức. Hai là ngu tối vì sự chướng ngại cùng cực vi tế về toàn thể cảnh giới của đối tượng được nhận thức. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối ấy là những cái bị đối trị ở đây. Do 22 thứ ngu tối cùng với 11 sự nặng nề như vậy nên lập ra
các địa và được vô thượng bồ đề thì thoát ly hết cả mọi ràng buộc ấy. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch lại bạch: Bạch Thế Tôn, vô thượng bồ đề rất là kỳ lạ, rất là hiếm có, cho đến đạt được lợi ích lớn lao và thành quả lớn lao là làm cho các vị bồ tát phá được cái lưới ngu tối lớn lao đến thế, vượt được cái rừng nặng nề lớn lao đến thế, và hiện tiền chứng được vô thượng bồ đề ấy. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, các địa như thế này đều lập ra do mấy thứ đặc thù? Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thiện nam, khái lược có 8 thứ. 1. Sự thanh tịnh của ý lạc tăng thượng. 2. Sự thanh tịnh của tâm tăng thượng. 3. Sự thanh tịnh của bi tăng thượng. 4. Sự thanh tịnh của độ tăng thượng. 5. Sự thanh tịnh của sự phụng sự chư Phật tăng thượng. 6. Sự thanh tịnh của sự làm thành tục cho chúng sinh tăng thượng. 7. Sự thanh tịnh của sự thọ sinh tăng thượng. 8. Sự thanh tịnh của uy đức tăng thượng. Sự thanh tịnh của ý lạc tăng thượng cho đến sự thanh tịnh của ý đức tăng thượng trong địa đầu tiên, cùng với sự thanh tịnh của ý lạc tăng thượng cho đến sự thanh tịnh của ý đức tăng thượng trong các địa sau đó, cho đến trong địa Như Lai. Nên biết những cái sự thanh tịnh này triển chuyển hơn lên chứ trong địa Như Lai thì trừ sự thanh tịnh của sự thọ sinh tăng thượng, thêm được công đức mà địa đầu tiên có thì các địa trên nữa cũng có mọi cách bình đẳng. Nhưng nên biết cái công đức đặc thù của bản địa thì vẫn là đặc thù. Công đức của mười địa Bồ Tát hoàn toàn là có, còn có cái thêm nữa trên nữa. Còn công đức của địa Như Lai thì nên biết không có gì trên nữa. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, vì lý do nào ta có cái sự thọ sinh của Bồ Tát đặc thù nhất đối với mọi sự thọ sinh khác? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thiện nam, vì bốn lý do. 1. Do thiện căn cực kỳ trong sạch mà có sự thọ sinh ấy. 2. Do sức mạnh của sự cố ý chọn lựa mà lấy sự thọ sinh ấy. 3. Vì thương xót cơ bớt chúng sinh mà phải thọ sinh. 4. Vì bản thân không ô nhiễm vì sự thọ sinh mà còn trừ được cho người sự ô nhiễm ấy. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại là bạch: Bạch Thế Tôn, do lý do nào mà nói các vị Bồ Tát làm theo cái nguyện rộng lớn, nhiệm màu và siêu việt? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thiện nam, do bốn lý do. 1. Bồ Tát biết rõ và khéo biết khéo cái vui của Niết Bàn và mình đủ sức chứng lấy một cách mau chóng. 2. Vẫn bỏ sự mau chóng chứng lấy cái vui ấy. 3. Mà không cần mời mọc, không để biết ơn và phát ra tâm nguyện vĩ đại. 4. Nguyện vì lợi ích chúng sinh và trong cái khổ lớn lao vừa đa dạng vừa lâu dài. Vì vậy Như Lai nói đối với Bồ Tát làm theo các nguyện rộng lớn nhiệm màu và siêu việt. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát trong mười địa như vậy có mấy sự phải tu học? Đức Thế Tôn bảo: Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thì nam, sự học của Bồ Tát có 6: thí độ, giới độ, nhẫn độ, tấn độ, định độ, định độ, tuệ độ. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, 6 sự phải tu học như vậy, mấy sự thuộc về giới học tăng thượng, mấy sự thuộc về tâm học tăng thượng, mấy sự thuộc về tuệ học tăng thượng? Đức Thế Tôn bảo: Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thì nam, nên biết ba việc đầu ấy chỉ thuộc về giới học tăng thượng, định độ chỉ thuộc về tâm học tăng thượng, tuệ độ chỉ thuộc về tâm học tăng thượng. Và Như Lai nói rằng tấn độ thì khắp trong tất cả. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, 6 sự phải học và tu học như vậy, mấy sự thuộc về phước đức tư lương, mấy sự thuộc về trí tuệ tư lương? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Hiện nay sự nào thuộc về giới học tăng thượng thì thuộc về phước đức tư lương, sự nào thuộc về tu học tăng thượng thì thuộc về trí tuệ tư lương, còn hai sự tấn độ và định độ thì Như Lai nói khắp trong tất cả. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, đối với 6 sự và tu học như vậy, Bồ Tát phải tu học như thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thì nam, phải tu học bằng 5 cách thức sau đây. 1. Là đầu tiên sức tinh hiểu sức mạnh đối với giáo pháp tinh tế tương ứng với 6 độ thuộc về Bồ Tát Tạng. 2. Là Bồ Tát đối với 10 pháp hạnh thì đem cái trí được tác thành do sự nghe, sự nghĩ, sự tu mà tinh tấn tu hành. 3. Là theo mà giữ tâm nguyện Bồ Đề. 4. Là thân gần các vị tri thức thiện đích thực. 5. Là xuyên tu các loại pháp thiện một cách không có gián đoạn. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, vì lý do nào mà quy định sự phải tu học như vậy chỉ có 6 số? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thì nam, vì hai lý do.
một lý do tạo lợi ích cho chúng sinh, hai lý do đối trị phiền não. Ba đồ trước là để tạo lợi ích cho chúng sinh, ba đồ sau là để đối trị phiền não, nên nhận định như vậy. Ba đồ trước tạo lợi ích cho chúng sinh là Bồ Tát do bố thí nên thu thập đồ dùng để tạo lợi ích cho chúng sinh, do trì giới nên không tổn hại bức bách quấy rối để đem là lợi ích cho chúng sinh, do nhẫn nhục nên chịu đựng sự tổn hại bức bách và quấy rối của chúng sinh để tạo lợi ích cho chúng sinh. Ba đồ sau đối trị phiền não là Bồ Tát Di Tinh Tấn, nên dẫu chưa trừ hẳn phiền não cũng chưa diệt hẳn tùy biên, vẫn dũng mãnh tu hành các loại pháp thiện, phiền não không thể khuynh động sự tu hành ấy. Là do thiền định mà trừ hẳn phiền não, do tuệ giác mà diệt hẳn tùy miên. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại bạch: Bạch Thế Tôn, vì lý do nào mà quy định các độ khác chỉ có bốn số? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thiền nam vì lý do làm sự hỗ trợ cho sáu độ. Một, Bồ Tát tạo lỡ cho chúng sinh bằng ba độ trước là dùng các nhiếp pháp làm phương tiện và thu nhận họ, đặt họ vào pháp thiện, nên Như Lai nói phương tiện độ làm sự hỗ trợ của ba độ trước. Hai, nếu Bồ Tát nếu vì hiện tại nhiều phiền não nên không thể tu hành một cách liên tục, vì ý lạc hèn kém và vì thắng giải sao động của cõi dục nên không thể nội tâm an trú, vì không thể lắng nghe vinh thực và khuyên và khéo tu giáo pháp Bồ Tát Tạng, nên sự tỉnh lợi không thể dẫn ra cái tuệ xuất thế. Vì ba lý do như vậy, vì Bồ Tát ấy tích lũy phước đức tư lương đang ít và kém mà phát thệ nguyện chính yếu, để đời sau phiền não được nhẹ và bỏ đi và nhỏ đi. Như thế đó là nguyện độ. Do nguyện này mà phiền não nhỏ và mỏng có thể thực hành tinh tấn, nên Như Lai nói nguyện độ làm sự hỗ trợ của tấn độ. Ba, Bồ Tát nếu thân cần các bậc thiện sẽ được lắng nghe chánh pháp và các ý đúng lý, do nhân tố này mà xoay ý lạc hèn kém thành ý lạc siêu việt, là được thắng giải bình lặng của cõi trên. Như thế đó là lực độ. Do lực này mà có thể nội tâm an trú, nên Như Lai nói lực độ làm sự hỗ trợ của định độ. Bốn, Bồ Tát nếu đã lắng nghe tin và khéo tu giáo pháp Bồ Tát Tạng thì có thể phát ra tịnh lợi, như theo đó là trí độ. Do trí này có thể dẫn ra cái tuệ xuất thế, nên Như Lai nói trí độ làm sự hỗ trợ của tuệ độ. Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, vì lý do nào mà đã sáu độ theo thứ tự như vậy? Đức Thế Tôn bảo: Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thì nam vì lý do dẫn ra các độ về sau. Bồ Tát nếu không luyến tiếc thân mạng và tài sản thì có thể lãnh thọ và chấp trì tịnh giới. Chấp trì tịnh giới nên thực hành nhẫn nhục, thực hành nhẫn nhục thì phát ra tinh tấn, phát ra tinh tấn thì có thể thành đạt tỉnh lự, thế là tỉnh lự thì đạt được cái tuệ xuất thế. Vì thế mà Như Lai nói sáu độ theo thứ tự như vậy. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, số độ như vậy mỗi độ có mấy loại khác nhau? Đức Thế Tôn bảo: Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thì nam mỗi độ có ba loại. Ba loại thí độ là bố thí chánh pháp, pháp bố thí tài sản, bố thí vô ý. Ba loại giới độ là tịnh giới diệt ác, tịnh giới sinh thiện, tịnh giới lợi người. Ba loại nhẫn độ là nhẫn chịu oán hại, nhẫn chịu khổ cực, nhẫn chịu chân lý. Ba loại tấn độ là tinh tấn áo giáp, tinh tấn sinh thiện, tinh tấn lợi người. Ba loại định độ là tịnh lợi dẫn ra pháp lạc, tịnh lợi dẫn ra công đức, tịnh lợi dẫn ra lợi người. Ba loại tuệ độ là tuệ giác vinh thế tục đế, tuệ giác vinh thắng nghĩa đế, tuệ giác vinh lợi ích người. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, vì lý do nào mà sáu độ gọi là độ? Đức Thế Tôn bảo: Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thì nam vì năm lý do: một, vì không muốn không nhúng bẩn; hai, vì không lưu luyến; ba, vì không lộ tội lỗi; bốn, vì không phân biệt; năm, vì chánh hồi hướng. Không có bẩn là không có bẩn những vì những cái trái ngược với các độ. Không lưu luyến là tâm không buộc vào các thành quả và quả dị thục của các độ và vào sự trả ơn và các độ. Không tội lỗi là đối với các độ không có sự tạp nhiễm xen vào và tách rời sự phi phương tiện. Không phân biệt là đối với các độ không theo ngôn từ mà chấp đặc tính. Chánh hồi hướng là đem các độ đã làm, đã quy tụ xoay lại mà cầu thành quả vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, những gì gọi là cái trái ngược với các độ? Thì nam, nhờ cái ấy đại khái có sáu. Một, ưa thích dục lạc và giàu có tự do mà cảm thấy sâu xa là hay và hữu ích. Hai, đem thân miệng ý vào cái mình ưa thích mà cảm thấy sâu xa là hay ho và hữu ích. Ba, không nhẫn nhịn nổi khi kẻ khác khinh miệt
mà cảm thấy sâu xa là hay ho và hữu ích. 4. Không siêng tu tập và đắm say dục lạc mà cảm thấy sâu xa là hay ho và hữu ích. 5. Ở chỗ ồn náo và làm việc tạp loạn mà cảm thấy sâu xa là hay ho và hữu ích. 6. Thấy nghe hay biết rồi ngôn từ hí lộ mà cảm thấy sâu xa là hay ho và hữu ích. Bạch Thế Tôn, những gì là quả báo của các độ thì nam, quả báo ấy đại khái cũng có 6. 1. Được giàu có lớn. 2. Sinh chỗ tốt lành. 3. Không có thù oán, không bị phá hoại lắm nỗi vui vẻ. 4. Đứng đầu mọi người, thân không tổn hại. 6. Thuộc dòng họ lớn. Bạch Thế Tôn, những gì là sự tạp nhiễm xen vào của các độ thì nam, đại khái có 4 cách làm. 1. Làm mà không tình thương. 2. Làm mà không hợp lý. 3. Làm mà không thường xuyên. 4. Làm mà không thiết tha. Làm mà không hợp lý là khi làm một độ mà tách rời và đánh mất các độ khác. Bà Thế Tôn, thế nào là phi phương tiện của các độ? Thì nam, Bồ Tát muốn đem các độ lợi ích cho chúng sinh, nhưng chỉ tạo lợi ích cho chúng sinh bằng nhiều, bằng tiền của mà cho là đủ rồi, không đưa họ thoát chỗ ác, không đặt họ vào chỗ lành, thì như thế đó là cách làm phi phương tiện. Bởi vì thị nam, không phải chỉ làm như thế nào cho chúng sinh mà gọi là lợi ích thật. Tự như phấn uế thì nhiều ít gì cũng không bao giờ làm cho thơm lên được. Chúng sinh cũng vậy, vì là hành khổ nên bản chất chúng sinh là khổ, không cách gì chỉ lợi ích tạm thời bằng tiền của mà có thể làm cho họ chuyển thành ra vui. Chỉ có cách đem họ đặt vào trong pháp thiện tuyệt hảo mới được gọi là lợi ích bậc nhất. Để Bồ Tát Quán Tự Tại bạch Thế Tôn, các độ như thế này có mấy sự thanh tịnh? Để Thế Tôn bảo Để Bồ Tát Quán Tự Tại thì nam, như là không bao giờ nói ngoài năm sự nói trên mà các độ có sự thanh tịnh nào khác. Nhưng này, Như Lai căn cứ chính năm sự ấy mà nói tổng quát và nói riêng biệt về sự thanh tịnh của các độ. Nói tổng quát về sự thanh tịnh của các độ thì ông nên biết có 7 sự. 1. Không cầu ai biết các độ ấy. 2. Tôi thấy có các độ ấy và không sinh ra chấp trước. 3. Không hoài nghi chính các độ ấy rằng đã được quả vô thượng bồ đề hay không. 4. Không bao giờ khen mình cho người mà khinh miệt ai. 5. Không kiêu ngạo buông thả. 6. Không bao giờ được chút ít mà đã mừng rằng đủ rồi. 7. Không bao giờ về các độ này mà canh kết keo kiệt với ai khi thấy họ cũng có các độ ấy. Thánh niên về tướng thanh tịnh của tất cả ba la mật cũng có 7 thứ. Những gì là 7? Đó là các Bồ Tát tùy thuận tu hành 7 tướng thanh tịnh như ta đã nói. 1. Do vật bố thí thanh tịnh mà làm hành bố thí thanh tịnh. 2. Do giới thanh tịnh mà làm hành bố thí thanh tịnh. 3. Do tri kiến thanh tịnh mà làm hành bố thí thanh tịnh. 4. Do tâm thanh tịnh mà làm hành bố thí thanh tịnh. 5. Do lời nói thanh tịnh mà làm hành bố thí thanh tịnh. 6. Do trí thanh tịnh mà làm hành bố thí thanh tịnh. 7. Do thanh tịnh các câu uế mà làm hành bố thí thanh tịnh. Đó là 7 tướng thanh tịnh của bố thí. Là nơi các Bồ Tát có thể 1. Hiểu biết rõ ràng việc Phật chế lập luật nghi cho tất cả học xứ. 2. Biết rõ cách thoát khỏi những vi phạm. 3. Thường đầy đủ giới luật. 4. Kiên cố giới luật. 5. Thường hành giới luật. 6. Thường chuyển giới luật. 7. Tụ họp tất cả những chỗ phải học. Đó là 7 tướng thanh tịnh của giới. Để Bồ Tát tin sâu vào nghiệp quả kỹ thuật đào tạo thì 1. Khi những gì không thuận lợi xảy đến, không sinh phẫn uất mắng lại. 2. Không giận, không đánh đập, không khủng bố, không giễu cợt. 3. Không vì những gì không có lợi ích mà hại người. 4. Nếu ai can gián, không đem lòng oán kết. 5. Không buồn giận, cũng không mong ai đến an ủi. 6. Không vì lòng sợ sệt hay ái nhiễm mà nhịn nhục. 7. Không vì làm ơn mà bỏ qua. Đó là 7 tướng thanh tịnh của nhẫn. Nếu các Bồ Tát thông đạt tánh tinh tấn bình đẳng thì 1. Không vì dũng mãnh tinh tấn mà tự cao khinh người. 2. Đầy đủ thế lực lớn. 3. Đầy đủ sức tinh tấn lớn. 4. Có khả năng kham nhiệm. 5. Kiên cố. 6. Dũng mãnh. 7. Quyết không từ bỏ các pháp lành. Đây là 7 tướng thanh tịnh của tinh tấn để các Bồ Tát được 1. Thông đại tướng Tam Ma Địa Tịnh Lợi. 2. Viên mãn Tam Ma Địa Tịnh Lợi.
ba câu phần tam địa tĩnh lợi, bốn vận chuyển tam địa tĩnh lợi, năm vô sở y tam địa tĩnh lợi, sáu khéo tu trì tam địa tĩnh lợi, bảy vô lượng tam địa tĩnh lợi đối với sự tu tập trong tạng thanh văn chuyên giác Bồ Tát. Như vậy là bảy tướng thanh tịnh của tĩnh lợi. Các Bồ Tát xa lìa sự tăng ít tổn giảm nhị biên, thực hành trung đạo thì gọi là tuệ. Do tuệ này mà một biết được nghĩa như thật của cửa giải thoát, tức là ba cửa giải thoát không vô tướng vô nguyện. Hai biết được nghĩa như thật của hữu tự tánh, tức là ba tự tánh biến kế sở chấp y tha khởi viên thành thật. Ba biết được nghĩa như thật của vô tự tánh, tức là ba thứ tướng vô tính, sinh vô tính và thắng nghĩa vô tính. Bốn biết được nghĩa như thật của thế tục đế, tức là nghĩa năm minh. Năm biết được nghĩa như thật của thắng nghĩa đế, tức là nghĩa bảy chân như. Sáu lại không phân biệt được các khí luận hướng đến lý thuần nhất. Bảy vì nhiều chỗ trụ, vì duyên vô lượng các pháp nói chung và tỳ bát xá đa mà khéo thực hành hiện biện pháp tùy pháp. Đó gọi là tướng thanh tịnh của bảy thứ tuệ. Bồ Tát Quán Tự Tại, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy năm tướng trên, mỗi tướng đều có những nghiệp gì? Đức Thế Tôn bảo là Bồ Tát Quán Tự Tại, thì nào nên biết mỗi sự có một tác dụng. Các vị Bồ Tát vì không có bẩn, trong hiện tại luôn luôn thiết tha, nỗ lực tu tập các cái độ chứ không phóng túng. Vì không lưu luyến nên tạo thành các nhân phóng túng trong vị lai. Vì không tội lỗi nên thiết xác tu tập các độ một cách rất khéo léo và hoàn hảo. Trong sáng và tươi trắng, vì không phân biệt nên mau chóng viên mãn các độ bằng phương tiện khéo léo. Vì tránh hồi hướng được sinh ra ở đâu, các độ và những thành quả cùng quả chỉ thuộc khả ái của các đồ đều có đặc tính vô tận hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch và Thế Tôn, các đồ được nói như vậy, cái gì rất rộng lớn, cái gì không nhiễm ô, cái gì rất sáng rực, cái gì không thể động, cái gì rất thanh tịnh. Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam đặc tính không bị có bẩn, đặc tính không lưu luyến và đặc tính chánh hồi hướng là rất rộng lớn, đặc tính không tội lỗi và đặc tính không phân biệt là không nhiễm ô, tư duy quyết trạch mà làm là rất sáng rực, nhập vào vị trí không còn thoái chuyển là không thể động, gồm trong địa thứ 10 và địa Như Lai là rất thanh tịnh. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch, bạch Thế Tôn, vì lý do nào mà những thành quả và quả vị tục cả ái của các độ luôn vô tận và chính các độ cũng vô tận? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam, vì triển chuyển giữa nhau mà sinh mãi và tu tập không hề gián đoạn. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch, bạch Thế Tôn, vì lý do nào mà các vị Bồ Tát ưa thích sâu xa đối với các độ chứ không đối với quả dị tục cả ái của các độ? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam, vì năm lý do. Một, vì các độ là nhân của sự vui mừng tối thượng. Hai, vì các độ là nhân của sự lợi ích rốt ráo cho mình người. Ba, vì các độ là nhân tố của quả dị tục cả ái trong thời gian vị lai. Bốn, vì các độ không phải là chỗ dựa của mọi sự tạp nhiễm. Năm, vì các độ không phải là những cái cuối cùng rồi cũng suy tàn và hỏng mất. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch, bạch Thế Tôn, tất cả các độ, mỗi độ có mấy thứ uy đức tối thắng? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam, tất cả các độ, mỗi độ đều có bốn thứ uy đức tối thắng. Một, tu tập chân chánh các độ thì trừ bỏ kêu lẫn phạm giới căm phẫn lười nhác loạn động kiến hoạch. Hai, tu tập chân chánh các độ thì làm tiêu lương chân thật vô thượng Bồ Đề. Ba, tu tập chân chánh các độ thì tự thuần hóa và lợi ích cho người. Bốn, tu tập chân chánh các độ thì vị la được những quả dị thục khả ái vừa quảng đại vừa vô tận. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch, bạch Thế Tôn, tất cả các độ như vậy, nhân của nó là gì, thành quả là gì, thật lợi là gì? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam, tất cả các độ như vậy, lấy tâm đại bi làm nhân tố, lấy lợi ích, lấy sự ích lợi cho chúng sinh của quả dị thục cả ái làm thành quả, lấy vô thượng Bồ Đề làm thật lợi. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch, bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát đầy đủ tiền của vô tận và thành tựu từ bi rộng lớn, thì vì sao thế giới này hiện có những người nghèo khổ? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam, ấy là lỗi vì các nghiệp của họ, nên chúng sinh không có nghiệp ác của mình cản trở lấy
Mình từ thế giới này làm gì có người nghèo khổ. Chư Bồ Tát thường có lòng làm ích cho người, lại thường có tiền của vô tận. Tự như quỷ đói bị nóng khát dữ dội hành hạ cơ thể, vậy mà thấy nước biển khô cả. Như thế đâu phải lỗi ở biển, lỗi vì nghiệp của quỷ đói mà thôi. Tương tự như vậy, Bồ Tát bố thí tiền của tự như biển cả, nếu không vì Bồ Tát mà chỉ vì nghiệp ác của chúng sinh, như vì nghiệp ác của quỷ đói làm cho quỷ đói có cái ác, có cái ác báo không có nước uống. Đại Bồ Tát Quán Từ Tạm bạch: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng đồ nào lãnh hội cái tánh không tự tánh của các pháp? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thì Nam, dùng tuệ độ để lãnh hội được cái tánh không tự tánh của các pháp. Bạch Thế Tôn, nếu tuệ độ lãnh hội cái tánh không tự tánh thì sao không lãnh hội được lãnh hội cái tánh có tự tánh? Thì Nam, Như Lai không bao giờ nói đem cái tánh không tự tánh lãnh hội cái tánh không tự tánh như ý ông hỏi. Bởi vì cái tánh không tự tánh thì sự việc văn tự mà chứng ngộ bên trong, nhưng không thể bỏ ngôn ngữ văn tự mà nói được. Nên Như Lai nói tuệ độ lãnh hội cái tánh không tự tánh của các pháp. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch và Thế Tôn: Như Thế Tôn nói, độ, độ gần và độ lớn. Vậy độ là thế nào, độ gần là thế nào, độ lớn là thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thì nên, nếu các vị Bồ Tát trải qua vô số thời gian tu tập thí cho đến tuệ pháp thiện thành tựu mà phiền não vẫn còn hiện hành như cũ, chưa chế ngự được chúng mà lại bị chúng chế ngự, thì đó là thắng giải bậc kém và bậc vừa trong địa giải hành, và gọi là độ. Trải qua vô số thời gian nữa tu tập thí cho đến tuệ pháp thiện thành tựu được tăng thượng dần lên mà phiền não vẫn còn hiện hành như cũ, nhưng chế ngự được chúng chứ không bị chúng chế ngự, thì đó là từ địa thứ nhất sắp lên và gọi là độ gần. Trải qua vô số thời gian nữa tu tập thí cho đến tuệ pháp thiện thành tựu càng tăng thượng hơn nữa mà phiền não không còn hiện hành, thì đó là từ địa thứ 8 sắp lên và gọi đó là độ lớn. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch Bà Thế Tôn, trong các địa Bồ Tát ấy, tùy miên của phiền não có thể có mấy loại? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thì Nam, khá lược có 3 loại. Một, tùy miên hỗ trợ ở trong năm địa Bồ Tát trước. Vì sao? Vì chính hiện hành của phiền não không phải câu sinh, là những thứ hỗ trợ cho hiện hành của phiền não câu sinh, và lúc bấy giờ vĩnh viễn không còn nữa, nên gọi là tùy miên hỗ trợ. 2. Tùy miên yếu kém là hiện hành nhỏ nhiệm trong địa thứ 6, địa thứ 7. Nếu tu theo, nếu tu đạo chế ngự, thì chúng không hiện hành nữa. 3. Tùy miên nhỏ nhiệm là sở tri trướng trong địa thứ 8 sắp lên. Ở đó mọi phiền não không còn hiện hành nữa. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch là bạch và Thế Tôn: Những loại tùy miên này do mấy loại thô trọng bị diệt trừ mà làm rõ ra? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thì Nam, chỉ có 2 loại. Một, do loại thô trọng ra ngoài bị diệt trừ và làm rõ ra loại tùy miên thứ nhất và loại tùy miên thứ hai. 2. Do loại thô trọng ra trong bị diệt trừ và làm rõ ra loại tùy miên thứ ba. 3. Loại thô trọng xương cốt bị diệt trừ thì Như Lai nói vĩnh viễn diệt trừ toàn thể tùy miên và vị trí là ở địa Như Lai. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại là bạch Bạch Thế Tôn: Phải trải qua mấy vô số kiếp mới diệt trừ được những loại thô trọng như vậy? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Hiện nay phải trải qua 3 vô số kiếp lớn hoặc vô lượng kiếp mà sát na, nháy mắt, chốc lát, nửa buổi, một buổi, ngày đêm, nửa tháng, một năm, không thể lấy những thời gian này làm đơn vị mà tính kể. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại bạch Bạch Thế Tôn: Trong các địa Bồ Tát phát ra phiền não ấy là sắc thái gì, có nhược điểm gì, có ưu điểm gì? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thì Nam, phiền não ấy là sắc thái không ô nhiễm. Vì sao? Vì các địa Bồ Tát này ngay trong địa thứ nhất quyết định đã khéo thông đạt pháp tánh các pháp. Do đó các vị phải biết rõ có cần thiết mới để cho phiền não phát ra, chứ không phải không biết. Thế nên Như Lai nói là sắc thái không ô nhiễm,
Trong bản thân các vị Bồ Tát này, phiền não ấy không thể gây ra khổ não nên không có nhược điểm gì. Phiền não được các vị Bồ Tát này để cho phát ra như vậy có năng lực cắt đứt cá nhân đau khổ trong giới chúng sinh nên nó có vô số ưu điểm. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại bạch: thật là kỳ lạ Bạch Thế Tôn, do Thượng Bồ Đề có công đức lớn lao đến như vậy, ấy là làm cho phiền não của Bồ Tát phát ra mà còn hơn cả thiện căn của chúng sinh, của thanh văn và độc giác, huống chi là vô lượng công đức khác. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn dạy, thanh văn thừa hay đại thừa chỉ là nhất thừa, lời này có mật ý gì? Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: thì nam như trong thanh văn thừa Như Lai nói, những tiết vấn đề của các pháp là năm uẩn sáu xuất ở trong, sáu xuất ở ngoài, và các tiết mục đồng đẳng như vậy. Thì trong đại thừa Như Lai nói chính các pháp ấy là đồng nhất pháp tánh, đồng nhất lý thú. Thế nên Như Lai không nói các thừa có tính sai biệt, chỉ có những kẻ y theo ngôn từ mà vọng phân ý nghĩa mới thành một số thêm lên, một số bớt đi, là cho những điều sai biệt của các thừa là mâu thuẫn nhau, và cứ thế mà chuyển chuyển tranh luận. Mà ý ở đây là như vậy. Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa để nói nên nói bài tụng sau đây: mười địa Bồ Tát bao gồm những gì, danh nghĩa thế nào, đối trị cái gì, đặc thù có gì, phát sinh những gì, đại nguyện ra sao, và bao tiết mục. Đó là đại thừa Như Lai đã nói. Qua các địa ấy khéo léo tu tập thì sẽ thành tựu đại giác vô thượng. Như Lai tuyên thuyết tiết mục các pháp là nói các pháp đồng nhất lý thú, nghĩa là đối với thừa thấp thừa cao, Như Lai nói rằng không tánh dị biệt. Chỉ có những kẻ y theo ngôn từ vọng phân ý nghĩa mới có thêm bớt, cho rằng hai thừa mâu thuẫn với nhau, nhận thức ngu ngơ thành ra tranh cãi. Lúc ấy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại bạch: Bạch Thế Tôn, trong toàn bộ pháp thoại giải thâm mật, pháp thoại này tên nên mệnh danh là gì, chúng con phải kính cẩn ghi nhớ như thế nào? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: thì nam, pháp thoại này tên là nghĩa lý hoàn hảo về các địa độ, ông hãy kính cẩn ghi nhớ theo cái tên như vậy. Khi Đức Thế Tôn nói pháp thoại nghĩa lý hoàn hảo về các địa độ, thì trong đại hội có 75.000 Bồ Tát được chánh định ánh sáng đại thừa của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên bốn ân nặng như cốt của ba đường, nêu cao thắng nghe để phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sinh về cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi thế giới đạo sư A Di Đà Phật.